Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa đã đỡ bệnh là đang nhai kẹo rồi. Thôi tiếng quá. Giờ mình sẽ hướng dẫn cái bài cho các bạn. Bài gì em về đi em gì đó, của Hoa Vinh gì đó ha. Dẫn hợp âm luôn. Giờ bài này là rê thứ. Hướng dẫn rê thứ dễ nè. Mình chỉ cần hướng dẫn hai cái điệu thôi. Hai cách đó, hai cái quạt hay là bạn sẽ biết. Đầu tiên đó là mình quạt, mình đánh quạt xuống cũng được đó, quýnh xì lô đó, tôi đãi một cái nốt đen, hoặc là khi vô điệp khúc là mình quạt nè, xuống xuống lên 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 xuống 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 lên 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 xuống xuống xuống, nó là lại nè, điệp khúc nè. Mình quạt vậy là mình là đánh được cái bài này. Bài này một là bài lưu cũng được, đầu tiên vô bài lưu cũng được, nhẹ nhàng. Quạt xuống như vậy. Quạt xuống thôi, anh dễ nè. Học bơm mình có gì đâu, rê thứ, la thứ, son thứ, đô trưởng, rê thứ, si gián trưởng, la thứ, son thứ, la thứ, nhì rê. Câu sau cũng vậy. Phía mưa có cầu vồng, tìm ai thế em yêu thương thật lòng. Em vừa luôn cũng được. Nói quên hết sạch rồi, mà đau thấu tim gan ấy thế này. Không không nói thành lời, người yêu của anh đâu anh đi tìm. Vài giây khi anh nhớ em, mưa đêm thét khúc nè. Thật khó để hiểu được mình, tại sao cứ luôn tỏ ra lạnh lùng. Qua cái điều nãy nè, xuống xuống lên 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 xuống xuống xuống, nhưng hợp âm là si gián trưởng, đô trưởng, la thứ, rê thứ. À, đoạn đầu á mình quạt hết xong xuống tí hướng dẫn hợp âm cho các bạn quạt nè. Thật khó để hiểu được mình, tại sao cứ luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhìn thấy em không thật đâu, không lấy tay lau. Giờ ước nghe thấy nụ cười ngọt ngào của em buồn rồi phải không? Ngỡ đâu đó cuộc đời anh vẫn nói ngàn lời xin lỗi. Cái này là cái chu kỳ của nó là một vòng của nó bốn nhịp, nhưng mà hợp âm của nó là trong một vòng nó chuyển hai hợp âm, tức là hai nhịp chuyển một lần. Nào, thí dụ nha, bình thường là bốn nhịp chuyển lần là một vòng chuyển nó dễ, nhưng cái bài này là hai, cứ hai nhịp nó chuyển lần. Thật khó để nói được mình, nó chuyển chỉ mình liền đó. Thật khó để hiểu được mình, tại sao cứ luôn tỏ ra lạnh. Nhìn thấy em không thật đau, không lấy tay lau. Đó, hiểu không? Cứ cứ là hai nhịp chuyển lần,
Cái đoạn sau là cần lắm em hiểu được lòng vì anh quá yêu đôi khi lạnh lùng. Hai nhịp dưới lần á, chỉ biết lo lắng lặng thinh không nói nên câu. Giận dỗi xin hãy trở về, đừng rời cánh tay muôn phiền đến ngay. Gió đêm cứ ồn ào, khóe mi ướt phải giọt cay cay. Đúng không? Ăn tiếng không? Vừa hết rồi ráng hướng dẫn cho các bạn. Không? Nói chung là đại khái là vậy thôi. Đại khái là vậy. Mình hát không được cũng được, không sao hết. Mình cứ đánh, đánh cho người khác hát. Không? Đánh cho người khác hát cũng được, không cần mình hát. Đó, cái phần đó, cái đoạn sau là cái gì? Khói thuốc đã bay bay, bao tâm sự không nói ai hay. Rải cũng được. Bỏ mặc hết cứ thế em đi, về đi anh sai rồi. Ngồi luôn cũng được. Nhấp chén đắng trên môi, nỗi đau này vô thức em ơi. Bỏ mặc hết cứ thế em ơi, anh sai rồi. Đó, chủ yếu là điệp khúc đó mình đánh. Thật khó để hiểu được mình, cứ luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhìn thấy em không thật đau, không lấy tay lau. Xin nhắn được lại. Ước nghe thấy nụ cười ngọt ngào của em muốn rồi, phải không? Đó, phải không là rê thứ. Ngỡ đâu đó cuộc đời anh vẫn nói ngàn lời xin lỗi. Được. Rồi, hai khá là vậy các bạn ha. Mà này cũng dễ, không có khó. Chủ yếu là mình qua điểm khúc mình hát thôi. Đồ điểm đầu thì dễ. Tí mình sẽ ghi cái hợp âm ở dưới cho các bạn, cái bài hát ghi hợp âm dưới cho các bạn ha. Mình khàn tiếng quá các bạn, vẫn chưa hết cái hát là bị đang uống thuốc. Rồi các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình, subscribe ở dưới nha. Và đăng ký ở dưới, comment, bình luận ở dưới. Rồi có gì mình sẽ hướng dẫn thêm. Rồi bye bye các bạn.